ngồi trên ngôi David là năm 30 tuổi, vua David lên ngôi chinh phục cả thế giới ông. Rồi đấy, ông sắp sợ ông nói ông ngại gì ạ? Không 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 nên. Tám. Cái chưa đang hỏi ơ. Chưa đến kỳ. Cái gì? Kỳ bây giờ tôi hỏi ông cái đức Chúa Trời đấy thì mẹ mày là có phải tà đạo không? Không. Tôi chắc chắn cho mày ông tà đạo. Dựa vào cơ sở là ông xem video có thứ này. Video có để xuyên tạc. Xuyên tạc á? À? Xuyên tạc cái mẹ mà lém vào bàn thờ bàn thủng đấy. Nó đóng phim, đóng phim, đóng phim như thế. Nó để bàn thờ lên đấy, nó quăng đi thì cũng như thế. Thế ông ở nhà ông có tháp hương cho bố không? Tôi không đắp. Đấy, vãi lồn đấy. Tôi không đeo nên tôi không đeo đạo Phật. Nhưng mà sao bọn nó lại dạy ông là không được tháp hương? Nhưng mà bởi anh lẽ cũng không... là không tháp hương cũng hình tượng. Em bảo này, nghĩa là từ năm trước năm 2015 bố mình không thờ cúng. Trước năm 2015 thì là huynh vẫn thờ đúng không? Trước 2015 ví dụ là 2014. Anh tôn giáo người Việt Nam mà tôn giáo không? Tôn giáo không? Nhưng mà tôn, mẹ tôn, mẹ tôn giáo không, không nhưng mà đây là tưởng nhớ đến bố mình. Làm sao lại không thắp hương cho bố? Tưởng nhớ sau lúc sống nhưng không ăn uống đàng hoàng vào. Tôi lúc hỏi cái thôi. Lúc sống tao cũng ăn uống cho ra ăn uống đàng hoàng vào. Lúc chết thì bắt đầu về một năm mình nhớ đến ngày dỗ ngày chết. Nhớ đến ngày dỗ ngày tết chết làm gì? Nói thế không được. Còn gì á? Bây giờ tôi hỏi ông nhá, bây giờ hội Đức Địp Mẹ Chúa Trời đúng không? Địp mẹ mày nhà mình đang khổ thế, sao ông không bảo hội nó Địp Mẹ mày chung tay góp sức cho ông? Làm lên là để Đức Chúa Trời đây là cứu rỗi linh hồn chứ không phải cứu rỗi linh hồn. Mình đã khổ bỏ mẹ được, nếu mà khổ thì đấy là do nghiệp của tác lại gây nghiệp ra. Lại nghiệp đùa, nếu mà đổ tội cho nghiệp thì Địp Mẹ mày đéo nói chuyện làm gì cả. Thôi bỏ đi, không hiểu thì... bố mình còn không thắp hương. Những câu hỏi đấy không làm với ông phạm vi à. bây giờ nhá, hội Đức Chúa Trời đấy đúng không? Địp Mẹ mày mà nó dám bị mẹ bám bổ thần linh như thế là không được. Theo em này Vinh này. Nhưng mà bây giờ thần linh rồi. Thần linh nhá. Ông bao giờ ông đi chùa chưa? Ông bao giờ ông đi chùa bao giờ chưa? Từ bé lớn. Đức Phật làm gì bọn ông mà bọn ông nói thế? Không làm gì nhưng mà đấy là suy nghĩ của loài người. Thế bây giờ ông là loài gì? Tôi là loài người nhưng mà tôi được gắn dấu trên trán và linh hồn rồi. Cái gì? Là con cái lương thiên đàng rồi. Ông đang trên thiên đàng hả? Tôi là con cái lương thiên đàng rồi. Uầy vãi lồn, bây giờ thế bây giờ bọn tôi là gì? Đất sét à? Vẫn là con người. Là người. Thế bây giờ? Ông bảo bọn tôi sẽ chết. Sao ông bây giờ các ông bảo các ông là trong hội Đức Thánh, các ông bảo là các ông là trên thiên đàng, xong các ông lại bảo bọn tôi là mẹ mày bọn tôi không trong Đức Thánh, mà ông lại bảo bọn tôi là xác chết. Tôi không bảo như thế. Thế bà nhà xuyên tạc à? Thế bà bọn tôi là gì? Tất cả những thứ các người cố gắng để đi về đâu? Có đi đúng cái chết không? Thế có đúng không? Cố gắng thì cuộc sống con người thế bọn ông có phải chết không? Chết là tác thì lại bọn tôi lên lương thiên đàng. Lên thiên đàng ông nói cầu lên thiên đàng ông. Đó. Lên thiên đàng thì ông phải ấy. Lên thiên đàng phải gì? Lên thiên đàng ông phải là không có tội lỗi gì. Ông có tội lỗi gì không? Không. Thật không? Vãi hồn. Thật là ông có tội gì không? Thật. Hả? Anh đi đua ngày bé đấy. Ông đi đua tôi tuốt. Ông đi cướp tôi tuốt. Bây giờ thì mẹ ông bảo ông có một tội gì mà ông đòi lên thiên đàng. Nhưng mà tất cả nhưng mà hội Đức Chúa Trời ông rửa tội bắt là hết lên thiên đàng luôn à? Vậy tao chết lên thiên đàng luôn à? Những kẻ thuộc về đất chịu tự trừng phạt bởi những tội gây ra ông khi ở mẹ dưới đất. Tự tôi thì mẹ nhá. Những kẻ thuộc về đất phải chịu trách nhiệm bởi hình phạt của những tội gây ra khi ở trên đất. Còn những người thuộc về trời thì phải chịu tự trừng phạt bởi những tội gây ra ở trên trời. Nhưng mà ông thuộc về trời thì chứ bọn tôi thuộc về đất. Đi mẹ thế bây giờ ông tao ngồi dưới đất làm gì? Ông tao ông lên mẹ trên trời đi. Tôi chơi chết. Hả? Thế ông chết mẹ đi mà lên trên trời cho sướng gì thì con mẹ hội ông đi mẹ mà hội Đức Máu Lồn. Con mẹ. Đúng không?
đúng không? Cô công nhận không? Hội này hội tà giáo, tà đạo, phỉ bám. Tôi không bao giờ tôi phỉ bám ai cả. Nhưng mà nhá, nếu mà công thì mẹ nói đến mẹ quan thần linh mà thì mẹ mày ra tiên mà công thì mẹ không tháp hương. Công mang bàn thờ ra đập thế là không được. Trai mang bàn thờ ra đập của bàn thờ nhà tôi vẫn còn nguyên. Thế sao ông không thắp hương cho bố không? Tôi không thắp bởi vì tôi đeo hộ ấy. Hả? Tôi đeo hộ đánh tôi không đời tượng thì tôi không thắp hương. Này thắp hương, thắp hương là không, mình không phải là mê tín dị đoan mà đó, là mình tưởng nhớ đến bố mình. Chả tưởng nhớ đâu ạ. Ba đường. Chẳng tưởng nhớ gì. Bố anh ấy. Vãi luôn. Nếu mà ông nói thế thì ông không phải là con người. Anh mà ông bảo ông người đời đúng không? Ông bảo hội hội đức thánh đức gì nhỉ? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời à? Là người đời gì? À? Tất cả những người chết chỉ có về với đất thôi, đi mẹ em lấy đâu ra về với trời? Tôi là cứu rỗi phần linh hồn của đời về với trời. Cái gì cứu rỗi phần linh hồn á? Cái tăng lên lại chỉ là cái áo tù là cái gì? Áo tù, bác phải đi hàng hiệu cái áo tù. Rồi ôi. Tăng này, cái đít này. Nhưng mà bây giờ nhá, tôi hỏi ông nhá. Hội Đức Chúa Trời này nó có giúp được dân chúng cái gì không? Tôi chưa thấy giúp được dân chúng cái đéo ấy cả. Đây đấy. Đây giúp cái gì? Đây. Nào giúp cái gì? Đây. Đây giúp cái gì ông nói ra mà. Đây, chương trình phụng sự tình nguyện. Đây ấy. Phụng sự tình nguyện nhá, đây. Là sinh viên cái thứ này, người dân cái thứ này, ủng hộ cái thứ đầy này. Sao người ta vẫn cũng giúp được, người ta cũng Đức Chúa Trời à? Người ta cũng nghiệp mạng mày như thế, người ta cũng được lên thiên đàng à? Hả? Dân chúng ngày đầy người đi qua đây, ví dụ đây, chất độc một ta cam này, hát hò đây. Người ta đi qua người ta vẫn ủng hộ ấy. Ủng hộ ấy, nhà bán đảo ấy. Chỉ những vật nhìn thấy. Ừ, những vật nhìn thấy, đùa. Ơ, Huy Huy. Như tảng băng ấy. Tảng băng ở giữa biển ấy à. Chỉ có ba phần. Ba phần lỗi chỉ nhìn thấy về mặt thôi, còn bảy phần chi không anh? Thôi để im để phỏng vấn rồi. Để xem hội này thì mẹ mày nó phải tà giáo không? Tôi hỏi thật, theo ông nghĩ hội này có phải tà giáo không? Nhưng mà ông vào hội này ông phải uống nước đỏ đấy không? Tinh. Ôi, hả? Anh, ông vừa hỏi. Có nghĩa là từ bây giờ đến mãi mãi mình không bao giờ thắp hương và thử cái hội này chính xác là có phải uống nước đỏ đấy không? Hả? Uống nước đỏ hay nước bảo? Hả? Ông uống chưa? Nước đỏ ấy à? Ra tiêu thị cũng mua cũng bỏ. Nhưng mà uống không đúng cách thì công nhận được. À uống sơ tinh đấy. Uống này phải uống, à, uống nước đỏ này phải uống đúng cách. Đấy là sơ tinh ạ. Đấy, hội Đức Chúa Trời mà ông nói bậy thế là cũng được. Mình sống mình mẻ là hội Đức Chúa Trời, người ta bảo sống phải yêu thương nhau. Không được chửi thế. Yêu thương nhưng mà tôi vẫn đang 100%. Yêu thương nhau mình phải hạ hỏa bất kể một cái gì đấy là hội của ông, người ta đăng lên người ta nói thế mà bây giờ ông lại đi chửi như thế. Thế là ông mới là phỉ bám với hội ông. Đúng không? Đâu, ông chả có quyền gì điều tra tôi cả. Okay. Là, tôi không điều tra, nhưng mà đây tôi đã xem cái hội này là có phải là tà đạo hay không. Các ông cũng chả có quyền. Đây là nhá, tôi hỏi đấy. Ông. Là không phải là tôi có quyền hay không, đây tôi hỏi. Nếu mà ông không trả lời, lấy là việc của ông. Đúng không? Đấy là anh em nói chuyện với nhau để tôi hỏi xem cái hội này nó là cái hội gì. Tại làm sao lại phỉ bám thần linh cả, phỉ bám cái mẹ mày ra tiên như thế. Đúng không? Đã đúng như nào? Thế bây giờ tôi hỏi ông mẹ mày bao nhiêu tượng Phật cái thứ, bao nhiêu thì mẹ thần linh quan thế âm Bồ Tát các ông thì mẹ dám thì mẹ đăng lên này thì mẹ mày không lên thờ thủng cái thứ, không lên thì mẹ thắp hương thắp khói. Cha ai bảo là không lên. Ờ, à, nên như nào? Ông thử xem những cái tôi post lên qua cái chứ là tôi nói là không lên không? À, nghiêm cấm không? À, đừng thế à, đừng nhờ cùng nữa không? À. Thì vào đó biết rõ tôi chỉ trình giải bày ra như thế. Giải bày cái việc mình muốn nói gì? À, chứ tôi có cấm ông theo thì kệ các ông. Nhưng mà tôi đang hỏi ông xem Đức Chúa Trời này nó có phải là hay không? Tà đạo không? Sao lại
nó lại kiểu là, nói là nó bảo nằm xuống tự nhiên mẹ tất cả ngã mẹ hay là bảo nằm xuống cả à. Đấy chẳng qua là đấy không cái phải video giả, video giả mới bảo không phải là hội thánh của tôi như thế à, không phải hội thánh của ông như thế à, còn đấy là chúng dựng phương nhân của tôi như đó, hòng phương hại lẽ thật của bọn tôi à, hóa ra chúng nó dựng phim lên để nhằm phương hại lẽ thật của bọn ông à. Lồn nhờ. Lẽ ra bọn tôi không có như thế. Đấy, thế mà thì mẹ tôi thèm mà, hóa ra tôi tưởng thì con mẹ mày bọn nó mẹ mày làm như thế thật. Thế là bọn nó dựng lên đặt banner, đặt banner cũ để lên trên lóc cũ quăng đi quay phim. À. Bọn tôi không như thế. Không phải như thế á? Nhưng mà cái hội đấy là không thắp hương cho ta tiên. Không thắp hương đúng không? Chính xác không? Đúng. Nhưng mà tôi nghĩ ông lên thắp hương tại vì đấy là để tưởng nhớ tôi bố đeo, mình. Tôi không đeo ông bọn ông, con ông thắp hương là quyền của bọn ông, còn quyền của tôi là tự ờ đấy là một quyền của mỗi con người thôi, tôi cũng nhận cái điều tôi đấy. Tin ngưỡng của tôi. Hả? À? Tôi cảm ơn lời quyền này nhưng mà tôi thấy đấy không hợp tình hợp lý à? Với cả tin ngưỡng của tôi. À. Nhưng mà sao lại không hợp tình hợp lý? Mình phải có gốc với anh, đúng không anh? Gốc kể cả ra thiên trình tổ của mình cũng phải sinh cho ông bà mình rồi đến bố mẹ mình rồi bắt đầu đến lượt cả mình anh. À. Mình phải có gốc. Nhưng mà em có biết người nào sinh ra ông bà ra tên tiền tổ của ông bà em không? À. Em không biết nhưng mà bây giờ em chỉ biết, các cụ em không biết. Đây là mình để mình thắp hương là mình tưởng nhớ em thôi. Tưởng nhớ thì em nhưng mà không các cụ em thì là em biết. Ở đấy vì là em biết đi. Tôi thật sự ông nha, cái hội Đức Chúa Trời đấy nhá. Em biết ai sinh ra các cụ của em. Nhưng mà bây giờ ông bảo là tượng Phật trong nhà là không lên thờ cúng. Anh đây là anh biết từ dáng thế. Là khi bụi đất là chưa hình thành đã có sự sống của linh hồn. Thế là anh chỉ tôn thờ vào linh hồn thôi. Tôn thờ vào linh hồn á? Nhưng mình vẫn đang sống mà, tôi giờ thì phần linh hồn. Mà phần linh hồn nào là ý như nào? Người ta dạy phần linh hồn là nhầm. Xác thịt lại chỉ là cái áo tù. Còn cái đất này cái xác thịt là chỉ là áo tù. Cái trái đất này chỉ là nhà tù. Chỉ là nhà tù cho phần linh hồn. Vãi lồn. Đây là ý nghĩa nó là như nào? Ý nghĩa là phạm tội lên thiên đàng đầy dùng trái đất là đi tù. À phạm tội trên thiên đàng. Thế bây giờ tôi nói thiên đàng, tôi nói kinh thánh thế mẹ liệu có bị làm nào? Không. Tôi nói bảo là địp mẹ hội Đức Máu Lồn đấy có bị liệu bị làm nào? Có cái vận vào người. Vận vào người á? Ui. Tôi chẳng thấy vận vào người kìa. Tôi nói cái gì đúng thôi tại vì là không lên vỉ bám như thế. Tôi bảo nhá, tôi chỉ nói câu nhại này. Hôm nay tôi chỉ nói câu nhại này ngắn gọn đấy thì ông để tôi ngắt lời. Tôi bảo là giảng dạy về cuộc sống thì tôi có thấy phần đúng trong đấy, có phần đúng có rất là đúng, nhưng mà về tâm linh đây tôi đang phỏng vấn ông là về tâm linh là không lên như thế. Các ông chẳng qua là các ông bị che tai bịt mắt và linh hồn lại che tai bịt mắt về phần linh hồn, nhưng mà tâm linh mình đang muốn lại có thờ có thiêng có kiêng có lành lại còn. Nhưng mà tôi công nhận giảng dạy thì là ok, nhưng mà phần tâm linh là không được phép như thế. Tôi khuyên các ông là không thắp hương thờ cúng đâu. Ai? Thế là sao ông không thắp hương cho bố ông đi? Đấy là các ông chả có quyền thì khuyên tôi. Đấy bản thân tôi ấy như thế. Làm gì mà lại có quyền anh, đây chỉ là khuyên răn nhau thôi. Răn nhau. Khuyên nghe không ý là anh em nhá, đây là Hiếu bên đội. Đây đang để đáng hỏi á. Đừng lấy cái kiểu này. Không vui gì nào được. Đúng rồi. Đáng hỏi. Anh Đức đi về đi anh. Mà bây giờ hội đấy là bây giờ đến bao giờ, kỳ này là đến tầm ngày bao nhiêu? Để tôi đến tôi gặp chúng nó xem chúng nó giảng dạy nào. Trong đây sang thì hay người thường không được vào. Hả? Người thường không được vào. Người thường không được vào. Ơ Huy, để hỏi Huy một câu nhá. Như alo. Bây giờ nhá, ở trên Lăng Bác Hồ mà mình vẫn đang để xăng hồ một lên. Đây anh Hiếu, anh đang bảo người bây giờ là người thường không được vào hội Đức Đức Đức, Đức Chúa Trời. Thì nhưng mà ở đây
bọn anh không ở trong kinh thánh không có quyền như thế, bọn anh chỉ theo kinh thánh thôi. Em biết rồi nhưng mà bọn anh chỉ sống theo kinh, sống học tập theo kinh thánh, chứ bọn anh không áp dụng gì với cả đời ngoài. Nhưng mà tôi hỏi thật nha, mà học học ở trong đấy có bao giờ bọn lòi xấu chế độ được không? Không. Đúng rồi, cái đấy không được phép. Mà ông thì phải mày mà không có lòi xấu chế độ ở trong đấy. Cái đấy là không được phép. Cái đấy ở trong kinh thánh là không có lòi xấu chế độ. Nhưng mà nhá, ảnh Bác Hồ sao chúng nó lại làm thế? Nó bảo không thờ Bác Hồ, không nó thế này lọ Bác Hồ làm gì? Đi mẹ mà không cứu đất nước này thì lấy đâu ra địp mẹ mày có kinh thánh giờ? Có địp mẹ hội các ông bây giờ ở ở cái Việt Nam này. Nhầm đấy. Nếu mà không có Đức Chúa Trời thì anh trả trái đất này cũng không có. Đấy. Nếu mà không nghĩ đến Đức Chúa Trời, không có, không nhớ đến Đức Chúa Trời đã tạo ra. Không, bác, này, thế bây giờ ông còn ghi nhớ công ơn Bác Hồ không? Bác Hồ, bác đánh chất bao nhiêu, bác có tên có tuổi rồi. Bác hỏi khoan chết con mẹ đi. Alo. Hỏi mãi luôn, đi mẹ gần chân lên chia sẻ, mày chết rồi, con này rồi. Ai nó có nói gì mà xúc phạm ai đâu mà đó, đánh cái tội ở lúc đội nhưng mà đang mình đang bỏng vấn để anh, để nói em chạy vào bắt trường nó ở nó trong hội Đức Chúa Trời rồi anh này. Ảnh hưởng đến ai? Đúng rồi, người ta nó nói không ảnh hưởng đến ai, với cả nó nói không ấy gì. Mình đang không ai nó xúc phạm ai đâu, kể cả từ nhà nước cả từ xúc phạm đâu. Còn bây giờ người nhà mình đang hỏi là trong hội hội nó đang hội Đức Chúa Trời bây giờ đang dạy những cái gì? Bọn nó chửi chửi ai do tờ ta tu của mày đang đây, mày xem lại tờ ta tu của mày. Tức là đang ở. Nhưng mà bây giờ hội trong hội đấy bây giờ này đầu tiên vào mà người ta người thường không vào được, bây giờ tôi vào đăng ký, tôi mẹ mày muốn xem hội như thế nào, đi đường đi các thứ người ta dạy có đúng hay không? Cái đấy không làm theo trách nhiệm của ông. Nhưng mà bây giờ tôi muốn vào để xem người ta giảng dạy có đúng hay không, người ta không cho vào người ta là cái gì? Mình ông chả tiếng nói gì cả. Thế bây giờ mình phải như thế nào mới vào được? Có tổ chức đang các tổ chức không? Đang kêu gọi đúng không? Nói nổi tiếng mà. Bạn anh thiếu nổi tiếng rồi. Không phải nói em hồi nổi tiếng mà không. Nhưng mà hội đấy, bây giờ mình muốn thôi hôm nào đi nhá, thì anh em đi. Muốn vào không được. Muốn tôi vào thêm để thêm hội Đức Chúa Trời đấy người ta dạy những cái gì. Tìm hiểu cái gì? Không phải tìm hiểu mà tôi muốn vào thêm người ta dạy có đúng hay là không. Nhưng mà bây giờ nếu mà để mà theo bây giờ các anh em cư dân trên mạng người ta đang đăng tải những cái bài video không sai trái như thế. Thế nên tôi vào tôi xem có phải như thế, thực tế là như thế hay không? Thực tế là có... Theo ông là thực tế có như thế không? Không. Không á? Tôi nghĩ là thật luôn. Tại vì các ông đăng lên các ông phỉ bám thần linh cơ chứ. Tôi chả phỉ bám thần linh gì cả. Tôi không bảo là như thế này là sai, như thế kia là đúng. Tôi không bảo là bọn tôi là đúng và bọn kia là sai. Tôi không phỉ báng thế. Tôi chỉ phân tích cho người ta à. Đây nha, tự quần làm nha. Thì có phải là trước khi đưa đến thờ cúng tượng quần làm trước khi thờ cúng tượng quần làm tượng cũng trèo lên đục. Trèo lên tượng đục gì? Đục tạc. Đúng rồi. Thế bây giờ mang về bắt đầu mới thuê thầy thợ về để hô thần nhập tượng đúng không? Đúng xong rồi. Bây giờ nhà ví dụ cháy nhà thì tượng có tự quay ra được không hay là người lại phải vác tượng ra? Tượng là cứu người hay là người cứu tượng đúng không? Con chó bênh bênh mà lồn. Thôi mà này ấy rồi. Ôi Đức Chúa Trời thì thật sự. Thật sự bây giờ nhá, bây giờ hôm nào sắp đến kỳ chưa? Khoảng bao lâu nữa đến kỳ ấy? Bây giờ đang đóng chưa ba tên. Vào hội thánh đấy mất tiền mà, nó bảo đúng rồi, bây giờ nó bảo vào hội thánh mất tiền. Được hàng tuần mới trả 10% chỗ lương đấy. Nhầm à? Đấy là mất tiền. Đấy là tùy tấm lòng. Dâng lên tùy tấm lòng đấy, dâng lên tùy tấm lòng ấy này, của hội gì?
Nhưng mà cái số tiền đấy nó đưa vào dùng việc gì? Dùng á? Lại sinh hoạt trong hội thánh. Sinh hoạt trong hội thánh. Bây giờ mẹ mày, ông bảo 14 vạn 4.000 người theo hội thánh ở Việt Nam mình, đúng không? Nếu mà quy đủ 14 vạn 4.000. Nhưng mà đây tôi đang nói thế, thì mẹ mày những cái số tiền đóng góp đấy là quá lớn. Để mà sinh hoạt thì các ông sinh hoạt đám bao nhiêu? Bây giờ số tiền còn lại là để bây giờ đi đâu? Đúng không? Đúng không? Chẳng đúng như nào. Chẳng đúng như nào bây giờ các ông? Bây giờ nhá, có những đứa giàu có kinh khủng luôn, nó cũng vào hội. Có thể là nó đóng góp còn gấp 100.000 lần không? Nhưng mà cái số tiền này bây giờ ở đâu để sinh hoạt? Bây giờ sinh hoạt cùng lắm sinh hoạt là tổ chức thế này thế lọ, còn số tiền khác ở đâu? Có những người bọn nó hưởng hết. Có những người như tôi nha. À. Và từ năm 2015 nhưng mà chưa dâng lễ 1/10. À. Tuy là có học lễ 1/10, chưa dâng lễ. Nhưng mà đến ngày nó gọi ông không? Không. Không gọi, tự đến. Tự nguyện. À. Nhưng cái bọn mà đóng góp nhiều ấy, đến ngày nó nhắn tin gọi điện là đến cơ. À. Các ông vào rồi các ông biết hay là các tôi nhá, có nghĩa là đang dậy về cuộc sống. Chỉ đặt theo tôi chấp nhận là dậy về gian dậy cuộc sống, ok. Không có minh chứng thì đừng nói. Các ông thử lôi ra minh chứng là người nào đóng góp nhiều nhận được cuộc điện thoại mới ở cuộc tin nhắn gọi đến đóng góp. À. Có không? Ai? Các ông có minh chứng được cái điều đấy không? Mà ông nói bừa. Minh chứng cái gì? Là người nào mà đóng góp nhiều. À. Thì bắt đầu là sẽ được gọi điện mới cả gọi tin nhắn đến, các ông có minh chứng được không? Tôi thấy nhá, này tôi thấy này. Cái bọn giảng dạy ấy là tôi là người chứng kiến nhá, cái bọn giảng dạy nhá, toàn đi mẹc mủng một thứ đến để giảng dạy. Còn đâu nhá, cái bọn mà đi theo nhá, toàn đấy đi xe đạp cả xe máy đến để nghe. Thì bọn tôi nhìn thấy thế. Tại gì thế? Thầy. À. Bọn tuyên tạc. Lại toàn thầy toàn đi ô tô thầy thầy có lại ô tô thầy à có ra gì là nhóm trưởng thôi không có thầy 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 nào thầy nào ở trên thầy ở trên đâu thầy trên trời thầy ở trên trời á sao thầy ở trên trời đức chúa trời là thầy của tôi đức chúa trời ạ à là ở trên trời gì là thầy của bọn ông. Nhưng mà bây giờ nhá, thầy của bọn ông, tôi hỏi ông này, thầy của bọn ông, tất cả mọi sự cố gắng đến xã hội này là tôi bây giờ tôi cũng chỉ nói cho ông biết là để ông hiểu ông quay đầu lại, hiểu không? Tất cả các sự cố gắng là mình chăm chỉ lao động để kiếm tiền lo cho gia đình mình, kể cả làm xuống dưới đất rồi, kể bố mẹ có ở dưới đất, mình vẫn vui, mình lo được cho gia đình mình. À, đấy với là mẹ mình. Bây giờ ông cứ tin thì mẹ làm cái bọn linh ta anh tinh thì mẹ bọn tà đạo đấy làm gì, đúng không? Cứ chăm chỉ làm ăn thế làm lên tất cả và tự tin à. Chính cái đi tôi chỉ tin vào cái chăm chỉ thôi, tôi thật. Còn đâu là mình lo lắng được cho gia đình mình, đấy là cái mới là cái hạnh phúc của con người, hiểu chưa? Tôi chỉ nói ông biết thế thôi. Mình chăm chỉ làm ăn kiếm tiền lo được cho gia đình mình vui vẻ đoàng hoàng, thế là mình hạnh phúc. Đấy với lại mẹ mày đường đi lối lại của mọi người. Còn tâm linh ấy mình phải thờ thiêng. Tôi chẳng nghe ai, tôi chỉ nghe Đức Chúa Trời. Lại tôi chỉ nghe Đức Chúa Trời đùa. Thật sự là lúc ấy ông vào nó cho ông uống cái thuốc gì không? Chả uống thuốc gì. Sao không uống thuốc gì? Sao ông cứ nghe Đức Chúa Trời? Bố mẹ mình không nghe. Bây giờ mình không nghe cái đường đi lối lại của mình nè. Đúng lúc đấy. Và tự tin kính cùng sự tỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem theo gì. À. Đem gì theo. Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. À. Như qua vậy. Đời không... đúng. Qua đời thì cần gì? Con cái mình hưởng như mà. Vậy. Miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải hòa lòng. Đúng rồi. Đủ ăn đủ mặc thì phải hòa lòng. Chỉ cần đúng. Đủ ăn đủ mặc thì phải đúng lòng. Rồi chính xác. Còn như kẻ muốn lên giàu có ắt ra vào tự cám dỗ bẫy dò ngã trong nhiều tự tham muốn vô lý thiệt hại kia và tự làm đắm người ta vào tự hủy diệt hư mất. Mình nè
mình cố gắng vì ai, vì gia đình, nhóm những người thân của mình. Đấy, cố gắng tôi chỉ cần... Ông sống như thế này nha, ông chẳng kệ chúng nó luôn. Tôi chỉ cần gia đình tôi. Ông lại còn không cần ai luôn, kệ tất cả mọi người phải cố gắng. Tôi giống chỉ... ông, đúng không? Tôi chỉ cần thỏa lòng. Những cái đứa ví dụ về con mình chỉ cần đủ ăn đủ mặc thôi. Ui rồi ôi, nếu mà ông nói thế thì ông là mẹ nếu mà Đức Chúa Trời nha, nếu mà ông theo Đức Chúa Trời thì tôi nghĩ là đợi nếu mà có lại Đức Chúa Trời không đồng ý như thế. Còn lúc nào ông mong ông phải lo được lắng cho con ông đàng hoàng. Con tôi ông này lúc nào ông chỉ mong con ông đủ ăn đủ mặc không được. Đủ ăn đủ mặc thế thôi. Chỉ cần thế thôi là thỏa lòng rồi. Nếu như thế thì mỗi lần là mặc một năm mình mua thì cần ba bộ quần áo. Sự khó nhọc của ngày nào đủ dùng như ngày hôm đấy. Lại sự khó nhọc của ngày nào đủ dùng như ngày đấy, đùa. Nếu mà nói thế, nếu mà như thế nha, Đức Chúa Trời thế không tồn tại được trên trời. Đúng lúc đây à? Dạ. Nếu mà Đức Chúa Trời tồn tại trên trời ấy, người ta phải lòng bao dung. Lúc nào mong cho mẹ mày, các con cháu những người thờ Đức Chúa Trời. Lúc nào phải mong là giàu có, lúc nào phải mong là cuộc sống sung túc. Đấy cái là ấy. Ông này em bảo Đức Chúa Trời thì mong chỉ đủ ăn đủ mặc. Thế 2000 năm trước nhá. 2000 năm trước. Đức Chúa thì thu xuống đất. Tôi hỏi ông 2000 năm trước đi mẹ có thằng nào ở cái hội của ông còn sống đến bây giờ không? Sao nó biết được chuyện ngày đấy? Câu hỏi rốt quá ngu rốt. Tôi nói ông biết 2000 năm trước. Bây giờ ông bảo là bây giờ tôi hỏi ông nhá, đơn giản này. Câu hỏi là câu hỏi ngu rốt. Câu hỏi đấy là câu hỏi ngu. Thế Đức Chúa Trời ông nhìn thấy Đức Chúa Trời ở đâu? Nhìn bao giờ chưa? Ở trong lão ông nè. Ở trong Đức Tin. Đức Tin à? Đức Tin ở giữa trán này đúng không? Đức Tin ở trong đầu. Ông vật linh hồn nha. Mà cứu cứu rỗi linh hồn ông đúng không? Cái hội ông kinh phết nhỉ. Hội ông bây giờ nhồi nhét kinh phết nhỉ. Đức Chúa Trời nhìn thấy bằng đức tin, nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà cái hội của ông ấy nên là tôi không đồng ý là cái việc tâm linh các ông và cả gia tiên gia tủng mà các ông dám làm những việc như thế. Những cái việc đấy nhá. Đây là việc của ông. Ông không đồng ý thì muốn làm việc của ông. Còn bọn tôi reo ông thì không phải tưởng nhớ thôi. Tưởng nhớ đấy là việc của ông. Còn việc của tôi không tưởng nhớ theo cách nào thì là của tôi. Ông cho tôi địa chỉ và tôi thay mặt nhà nước thì mẹ làm kiểu gì tôi đập lát bọn nó luôn. Là ông cho tôi địa chỉ bây giờ chúng nó họp ở đâu? Hội vạ đâu này anh nghe chiều con nói tại đường tại vạ sẽ hợp đến đâu kẻ rửa tạ phù ghép và rửa tạ thôi. Ai? Nhà... Con rẻ con đi con mẹ tao cái lưu. Tôi bảo ngoài bạn ra. Tôi sẽ đến tận nơi, tôi để xem người ta hội của ông, hội Đức Chúa Trời đúng không? Có giảng dạy có đúng như thế không? Tức là phước như những ai nghe và tin những điều con nói tai ương tai vạ sẽ ập đến cho kẻ thù nghịch. Nhà ông nói lại tôi mà. Anh ơi. Nếu mà bây giờ mà anh nghe anh cảnh báo là anh xúc phạm ở quốc thánh của mình ấy thì là sẽ bị tai ương tai họa đến thôi. Ngày mai kia anh lấy xe mẹt của bây giờ thì hả? Cái đấy cũng không biết. Nhưng mà nếu mà ví dụ mà ngày kia mà anh lấy chiếc xe 330 giờ thì chắc chắn là ông bị cho uống thuốc gì rồi. Nhưng cái đấy là cái nhìn thấy. Còn những phần không nhìn thấy, phần 7, phần chìm của mình. Trước mắt là nhìn thấy là đã chết dở rồi. Cả đâu? Cái sự kiệp đâu? Người anh em mình là con người. Anh em mình là con người. Đi ô tô tủng ở đây đúng không? Đây, ô tô tủng ở đây chỉ là... Đâu, chỉ là ấy thôi. Bây giờ phù biếm dưới đất thôi. Còn đây là bây giờ nó đang đi bộ. Là phải nó đang chết chờ chứ ạ? Trong tâm nó bây giờ đang đi cân đầu vân. Có nghĩa là lên đúng không? Phải mua cánh gì hả anh? Hả? Đúng không? Bây giờ ông đang đi cân đổ vân đúng không? Không. Hả? Không. Tôi vẫn đi xe máy, đi bộ, đi xe ôm, đi taxi. Bây giờ ông ra cái hội này mai tôi tặng ông cái xe máy. Không. Ông là bạn tôi. Tôi đúng bảo không? Tôi. Thế cô cả ấy. Mai tôi tặng ông luôn cái xe máy. Ông có cô cả ra. Tôi nói sai nhá, tôi bú bùi cả Hà Nội này. Ông có cô cả gia sản, ông tôi cũng không ra. Cái hội này nha, tôi thật sự ông, nếu mà nói thế thì là không được. Em nói thật là huynh theo đội 36
Thái Hà đây là hỗn đẹp anh nhất này. Chưa biết cái gì cả, chưa biết vào có được cái gì hay không, ngày mai được một xe máy rồi. Đúng không? Của lợi của tôi kia bây giờ vào bây giờ không biết như nào, trả được cái gì. Ông hỏi về cái phần này đây, phần cái lớp đỏ đỏ nó gì? À thế bây giờ tôi hỏi ông cái lớp đỏ đỏ đấy là lớp gì? Rượu nho bình thường thôi. Rượu nho thế sao nó bảo là máu Đức Chúa Trời. Uống cái ông lễ vượt qua nhận được ở ông lễ vượt qua thì mới là mà đồng chảy dung dòng huyết của máu Đức của Đức Chúa Trời. Ok đi. Nhận được dự phần vào lễ vượt qua. Sợ nhờ. Mẹ lý lộn trời bọn. Không nói chuyện rồi. Thôi.